Phòng thủ rất tốt của Soái Ca sau pha tấn công biên hai kẻ y của Vi Văn Phúc. Lần này thì Vi Văn Phúc đã chuyển hướng tấn công chéo sân, ghi điểm đầu tiên. Một không cho phố mới. Phạt bóng tấn công rất mạnh của Vi Văn Phúc. Phòng thủ rất tốt của Bùi Văn Nga. Cơ hội đã đến Đoàn Đức Lội. Đó là pha phối hợp phòng thủ tuyệt vời của libero Bùi Văn Nga đến từ Kim Bôi Hòa Bình, tạo cơ hội cho đồng đội của mình, đó là chủ công Đoàn Đức Lội. Đoàn Đức Lội đã không bỏ lỡ thời cơ vừa rồi. 2-0 cho phố mới Lào Cai. Rất mạnh các bạn ạ, ăn điểm trực tiếp rồi. Ba không cho phố mới Lào Cai. Những pha phát bóng tấn công đầy sức mạnh của Vi Văn Phúc, chủ công đến từ Con Cuông Nghệ An. Đó là Đoàn Đức Lội 4-0 rồi. Ngay lập tức Lê Quốc Hà đã phải xin hội ý 30 giây lần thứ nhất của hiệp đấu thứ hai trận bán kết 1 này. Các bạn đang xem trên Facebook live trực tiếp là Đỗ Nguyên Thanh nhé. Ngoài ra còn một nhóm nữa là bóng truyền hơi và da Việt Nam. Và mình còn có một kênh YouTube, mọi người có thể xem lại các video, các trận đấu, những trận đấu không live hoặc những trận đấu live đều được đăng tải trên kênh YouTube Bóng Truyền HD mọi người nhé. Vẫn là những pha tấn công phát bóng rất mạnh. Lại là Bùi Văn Nga. Thành công rồi, đó là Văn Biên. Văn Biên đã bắt bài thành công, điểm bóng 5-0. Rồi, 5-0 cho phố mới Lào Cai. Những pha phát bóng đầy sức mạnh của Vi Văn Phúc tiếp tục được triển khai. Biên 2 của Dương Tây rất tốt. Pha tấn công từ biên 2 dọc sân của Dương Tây, ghi điểm đầu tiên cho Tà Lỏng. 1-5 của hiệp thi đấu thứ hai này.